Ôi, thẩm mỹ viện Rapunzel đây ư? Còn đây là Rapunzel. Cô gái sao buồn vậy? Hello. Xin chào. Ôi không, đừng hòng mà tôi quay lại. Ôi, giá như Rapunzel có một thẩm mỹ viện mới. Ồ, có tiền là có hết nhé. Ok. Đồng ý. Hey. Đây, tất cả tiền của Rapunzel đây nhé. Ok. Đồng ý. Thẩm mỹ viện Hello Kitty xin chào. Sắc hồng có ở khắp mọi nơi nhé. Thật dễ thương. À, biển hiệu mới. Nhanh nhanh đến đá lấp lánh nào. Hello Kitty là phải có thêm nơ xinh nữa nhé. Yêu ghê. Đại sảnh sẽ có quầy lễ tân nhỏ gọn và vô cùng hiện đại. Đặc biệt không thể thiếu ghế chờ nhé. Đính đá lấp lánh cho không gian nào. Quá tuyệt. Ôi, bồn tắm yêu chưa này. Thật là ngọt ngào và ấm áp. Tuyệt. Phòng trang điểm thì có gương, máy ủ và tủ đồ với rất nhiều dụng cụ làm đẹp nhé. Đẹp ghê. Ôi, bàn trang điểm xinh quá. Sắp xếp thêm đồ trang điểm nào. Wow, lấp lánh ghê. Ôi, đây là mơ ư? Xin chào. Hãy làm đẹp cho tôi nhé. Okay. Vâng, thưa quý khách. Let's go. Hey. Mời quý khách. Nước ấm đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ gội đầu trước và tắm sau nhé. Lau khô người nào. Nice. Let's go. Giờ thì tới phòng thay đồ thôi. Bước 1, pha thuốc nhuộm. Bước 2, nhuộm. Ủ tóc là bước 3 nhé.
đẹp tuyệt. Let's go. Sao cho cô trang điểm nào? Ồ, tẩy trang trước nhé. Bắt đầu nào. Đánh phấn bắt cầu vồng thôi. Chút mi nhé. Cả tô sơn nữa chứ. Cuối cùng là đánh phấn má hồng. Đẹp đẹp. Cô gái làm móng thôi. Mỗi ngón tay, mỗi phong cách nhé. Cái thật xinh nào. Sao cho cô sẽ mặc gì đây? À, váy dài Hello Kitty nhé cô gái. Wow, quá quá tuyệt Sayako ơi. Thank you. Cảm ơn Rapunzel thật nhiều nhé. Tạm biệt. Các bạn ơi, đến và dùng trái cây với các mẹ bầu nhé. Ngon tuyệt. Ôi, các mẹ chuyển dạ ư. Nhanh tới viện thôi. Gắn lên ạ. Một em bé. Và một em bé. Chúc mừng gia đình. Ăn chút trái cây lấy lại sức nhé mẹ Elsa. Chào đón các bé yêu nhé. Tới nhà rồi. Ôi nó nhỏ quá. Các em bé sẽ cần nhiều không gian hơn. Wow, đẹp tuyệt. Căn nhà trái cây là phải lấp lánh như vậy chứ. Tiếp tục nào. Nice. Quanh nhà sẽ trồng thật nhiều hoa. Tuyệt. Còn đồ đạc cũ ư? Chỉ cần dọn một loáng là xong ngay nhé. Giờ thì dán lại với dán tường nào. Tủ cũng phải thật xinh nhé. Ôi, những chiếc nôi song sinh mới yêu làm sao. Thank you.
sữa thì nhỏ gọn và thật tiện lợi. Yêu ghê. Phòng tắm thì có bồn này, có kệ để đồ này, cả gương và cả khăn tắm nữa nhé. Hãy thiết kế tương tự với phòng tắm dưới nào. Dưới nào? Ôi, phòng ngủ mới tuyệt làm sao. Giường ngủ thì thật dễ thương nhé. Khắp phòng đều là những mảng xanh mát. Đặc biệt nhất phải kể đến chính là những thảm đồ chơi đủ màu sắc nhé. Thích quá. Muộn rồi, mẹ sẽ đưa các bé đi ngủ nhé. Chúc bé ngủ ngon. Ôi, nhìn các bạn gấu bông kìa. Cả tấm thảm đồ chơi nữa chứ. Hãy tới và cùng chơi với các bé nào. Căn phòng tiếp theo sẽ là gì nhỉ? À, là phòng tắm. Các bé thích lắm. Cứ thỏa thích mà vẫy nước nhé. Nhưng tắm xong thì phải làm gì nhỉ? À, là phải lau người. Các em bé tắm thật ngoan. Giờ thì hãy để bố sách giúp lau người nào. Ôi, tủ đồ trống không. Nhưng đừng lo, các mẹ đã có cách. Những trang phục dưa hấu siêu dễ thương đang được mẹ Rapunzel gấp rút hoàn thiện nhé. Còn những thiết kế dứa ư? Chỉ là chuyện nhỏ với mẹ Elsa các bạn ơi. Xong rồi. Tuyệt quá. Thay đồ thôi nào các bé yêu ơi. Cả nhà chuẩn bị dạo phố thôi. Cuối tuần vui vẻ nhé. Wow! Wednesday TikTok thật xinh. I'm hungry. Đói quá. Ok. Có chuyện gì thế? Cô gái kia bị chó đuổi kìa. Oh my god.
phải cứu cô ấy. Ném trúng đầu luôn. Đây là đâu? Tôi là ai? Yay! Chú chó gặm luôn giày của Wednesday đi rồi. Thanks. Cảm ơn cậu. Nothing. Please help me. Ai đó giúp tôi với. Please help me. Các cô gái xinh đẹp nào đó đi đến. Don't worry. I will help you. Cháu sẽ giúp bà. For you. Bà hãy lấy đôi giày này đi cho đỡ wow. đau chân nhé. Thanks. Giày đẹp quá. Hãy giả vờ làm người ăn xin. Ok. Vứt giày cũ đi. Ok. Hãy cho người nghèo khổ như tôi đôi giày của bạn nhé. Okay. For you. Tặng các bạn. Bị lừa rồi. Oh no. Hello. Hello. Ew. Các cô gái mạng xã hội chân không giày. Các bạn không thể vào đây. Don't cry. I will help you. Tôi sẽ giúp các bạn. Cùng làm giày cho các cô gái mạng xã hội nhé. Let's go. Tô màu xinh cho giày nha. Giày TikTok hơi bị xịn. Đính các hạt đá lấp lánh nữa nè. Thêm ít bông đáng yêu. Giày TikTok xinh quá. Tiếp đến là giày Instagram. Tô màu hồng cho giày nè. Let's go. Rồi đính thêm đá cho lấp lánh nha. Các hình trái tim lấp lánh ánh sao. Giày thật xinh. Okay. Cùng tô màu cho giày Facebook nhé. Đính thêm các hạt ngọc trai vào cho giày nha. I like it. Đẹp quá. Đôi giày wash up cuối cùng nè. Trang trí thêm các hạt lấp lánh nữa. Hai chiếc nơ thật xinh. Hey, come on. Lau sạch chân bẩn mới được đi giày nha. Wendy TikTok thật xinh. Ok.
Rapunzel Instagram cũng thật tuyệt. Let's go. Ok. I like it. Tất cả đều có giày đẹp rồi. Chúng tôi vào trong được chưa? Ok. Các bạn vào được rồi. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại nha. Cô phù thủy xinh quá đi. Ấy, rơi một lọ thuốc xuống kìa. Hey. Ôi không, rơi lọ thuốc xấu xí rồi. Cô dâu Rapunzel đang vui vẻ đi xe đạp. Bị biến thành tiên cá béo mất rồi. Hài quá. Oh, no. Hey, hey. Oh my gosh. Phải làm sao đây? What? Đừng khóc nữa, để tôi giúp nhé. Biến Rapunzel về như cũ nào. Đổ lọ đỏ và lọ xanh vào nhau nè. Ok. Hey, uống lọ này thì cô sẽ trở về bình thường. Lại bị biến thành bạch tuộc thế này. Aha. Pha chế lại thuốc lần nữa nào. Wow. Ok. Thử thêm lần nữa nhé. Now. Thành chân người rồi nè. Cơ mà mặc ú. Thêm lọ này nữa vậy. Wow, về như cũ rồi này. Come on. Đến gương soi lại cho chắc. Wow. Rapunzel nhiều lông tay quá, cùng dọn dẹp đống lông đi nào. Yes. Bôi kem tẩy lông lên kính tay nhé. Sau đó chờ một chút. Ok. Yes. Nice. Ta-da, làn da láng mịn rồi nè. Ok. Tẩy cả chân nữa. Dùng máy triệt này. Chân vừa trắng vừa mịn, rõ là xinh. Giờ đến trang điểm mặt nha. Xịt làm ẩm da trước đã. Ok. Tỉa bớt lông mày cho đỡ rậm nhé. Lông mày nhạt hơn rồi đó. Rửa mặt cho sạch nào. Nặng nếu cục mụn cứng đầu đi nữa. Còn những vết thâm mụn phải làm sao đây? Aha. Đành dùng kem cho khuyết điểm vậy. Làn da láng mịn không tì vết luôn. Lông mày màu hồng lạ mắt ghê. Yes. Wow. Hình trái tim trên má dễ thương quá.
đính thêm đá lấp lánh nha. Nice. Đính 3 viên ở đuôi mắt nè. Yes. Mái tóc bồng bềnh đẹp quá đi. Thay váy cưới mới rồi này. Yes. Thank you. Cảm ơn phù thủy nhiều lắm. Okay. Get ready, let's go. Chú rể Ken chờ đợi suốt ruột quá. Oh no. Cô dâu Rapunzel đến rồi đây. Yeah. Hai người đẹp đôi thật đấy. Brilliant. Yes. Chúc mừng đám cưới Ken và Rapunzel nhé. Cô gái Bambi thật xinh đẹp và sành điệu. Bãi rác thật là bừa bộn quá đi. Bỏ qua vậy, đi tìm chỗ khác. Come in. Ở đây có hai người tắm nắng, nhưng Bambi cũng muốn. Hello. I came here. Có vẻ họ không muốn chia sẻ chỗ cho Bambi. Go away. A few moments later. Một con gấu thật là to quá đi. Cặp đôi đã chạy mất. Hóa ra là Bambi giả danh. Cô ấy thật lấu cá quá đi. Nice. Vậy là cuối cùng cũng đã có chỗ để nghỉ ngơi rồi. Come in. Wait. Đâu ra chiếc xe xanh này vậy? I came here first. But I don't see your stuff. Go away. No, no. Lại một cuộc tranh giành diễn ra. Lần này có vẻ căng thẳng hơn. Stop. No, no. Tôi có một cách. Hãy cùng tham gia cuộc thi làm lều trại nhé. Okay. Để xem Bambi bốc được gì nào. Là gấu Losto. Wow. Okay. Còn Elsa là vịt vàng. Okay. Bắt đầu thôi. Come in. Cả hai đã bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên. Elsa đã dựng xong trại rồi đấy. Oh no. Bambi lại không biết cách. Không biết cô ấy có thể thắng không. What's wrong? I don't know how to do it. Don't worry. Cùng giúp Bambi làm lều nào. No, no. Chiếc lều sẽ có màu hồng, mang phong cách gấu Losto. Wow, nhìn đã thấy thật đáng yêu. Please use this. Okay. Thêm thật nhiều chú gấu Losto đáng yêu vào nào. Ta-da. Wow. Come in. Okay. Phần bên trên phải thật là lấp lánh những vì sao. Nội thất bên trong cũng không được làm thiếu. Giường, gối đều phải mang phong cách Losto. Thêm bàn trang điểm nữa. Ok. Nice. Phần tác phẩm của Bambi được A+.
Để xem cô Elsa nào. Cô ấy cũng thật khéo tay quá. Xứng đáng điểm A cộng. Có vẻ không cân tài cân sức. Họ bắt đầu cãi nhau. Vậy cùng nhau may vá nhé. Let's go. Elsa chơi bài đóng băng máy bay của Barbie. Oh my god. Chẳng có ích gì cả. Đám băng vẫn không xi nhê. Barbie đã thấy những bông hoa. Cô ấy nảy ra ý tưởng gì nhỉ? Một chiếc váy màu hồng thật xinh đẹp với phần ống tay bồng điệu đà. Tô màu nào, tô màu nào. À, hóa ra dùng những bông hoa này để làm phần thân váy. Gắn thêm những viên đá thật lấp lánh nữa. Ok. Bao bao đem chúng đi chấm điểm thôi. Háo hức quá. Lần này Barbie được A cộng. Và Elsa chỉ được B. Một con hổ thật hung dữ làm sao. Sợ quá đi mất. Elsa ngã mất rồi. Con hổ đã né được khúc gỗ. Barbie định làm gì với những chú nhím này đây? Đáng đời con hổ, chắc là nó không dám nữa đâu. I'm so sorry. Okay. Qua sự cố này, họ đã làm hòa với nhau rồi. Cả hai đã cùng nhường nhịn nhau. Mặc bộ váy lên trông họ thật xinh đẹp. Xin chào các bạn. Ăn bánh mì nè. Măm măm. Cặp đôi nhà đang queo béo đi đến. Đưa bánh cho anh đây. Không đưa, bánh của em. Cuộc thi cặp đôi kìa các bạn. Phần thưởng là chuyến du lịch Pháp nha. Ok. Vào thi thôi. Oh yes. Cặp đôi Rapunzel cũng tham gia thi. Chào mừng đến với cuộc thi. Cuộc thi cặp đôi bắt đầu. Vòng thi đầu tiên, thi lực hình. Úp các hình xuống nè. Chọn cái nào đây nhỉ? Không đúng rồi. Không biết Rapunzel chọn đúng không đây. Giỏi quá. Rung quá, không biết chọn cái nào nhỉ.
Đúng rồi. Nice. Ok. Rapunzel chọn đúng tiếp nữa. Người thắng vòng này thuộc về cặp đôi Rapunzel. Tức thật. Okay. Có cách này này. Vòng 2 là trò chơi tic-tac-toe. Good. Oh no! Ken thắng rồi. Ô của Ken đã biến thành ô của Loki rồi. Cặp đôi Raquel đã chiến thắng vòng thi này. Chơi xấu quá. Đội thắng sẽ được tấm vải đẹp hơn. Ôi, trời mưa bão rồi. Búp bê cầu nắng nha. Trời đã nắng lại rồi. Vải đã biến thành vải cầu vồng. Chúng ta cùng làm trang phục cho cặp đôi nhé. Tô màu xinh nè. Váy cầu vồng nha. Đính các hạt đá lấp lánh cho trang phục nhé. Trang phục đẹp lung linh luôn. Tiếp đến trang phục của cặp đôi Raquel. Tô màu đen tím cho trang phục nha. Lấp lánh chưa? Nhiều đồ trang điểm đẹp quá. Đồ trang điểm hỏng rồi. Chúng ta hãy trang điểm xinh đẹp cho Rapunzel nha. Trang điểm theo màu cầu vồng nè. Đồ trang điểm này dùng được không ta? Bẩn hết mặt rồi. Tức thật. Tại anh hết đó. Cho các bạn này. Đồ trang điểm xịn đây rồi. Raquel béo đã xinh trở lại. Hai cặp đôi đã hoàn thành xong phần thi. Chọn đội nào đây ta? Cặp đôi Rapunzel đã giúp chúng tôi. Cặp đôi chiến thắng đã thuộc về cặp đôi Rapunzel. Xin chúc mừng. Hạnh phúc quá. Hello. Tại sao bạn lại ở đây? Chúng tôi mua vé đến đây. Hãy chơi cùng nhau vui vẻ nhé. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau đi. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Xin chào các em. Đứa cặp bồi Rapunzel đi đến. Cẩn thận ống cống kìa. Một đám đông tấp nập chạy đến. Rapunzel bị đẩy ngã xuống cống rồi. Tức quá, người bốc mùi thật đấy. Tệ thật. Hôi quá. Let's go. Okay. Cửa hàng thời trang 4 nguyên tố. Giảm giá toàn bộ chỉ duy nhất hôm nay. Cửa hàng thật tuyệt. Cửa hàng đẹp quá. Mùi gì mà sợ thế? Tôi ngất đây. Ôi không. Oh my god.
Ladybug bị sưng u đầu rồi. Dậy đi nào. Tức thật đấy. Cơn tức giận của Ladybug hóa lửa thiêu đốt tất cả rồi. May đã có băng của ta dập lửa. Nhưng các bộ váy hỏng hết rồi. Phải làm sao đây? Tôi sẽ giúp bạn. Một cái máy quay trúng thưởng. Tuyệt thật. Come on. Các cô gái lần lượt lên quay nhé. Rapunzel quay vào nguyên tố mây. Tủ nhiều ngăn đẹp quá. Các bộ váy thật xinh. Diều tóc đẹp quá. Diều đồ đẹp ghê. Come on. Cùng kết hợp trang phục phù hợp cho Rapunzel nha. Bỏ hết các đồ bẩn trên người đi trước tiên. Lau người cho sạch nè. Bộ váy này được đó. Thích bộ tóc này. Không hợp nha. Đẹp rồi đó. Chọn chân váy hồng mây nha. Thiếu giày nữa. Hộp giày xinh quá. Cùng làm giày mây cho Rapunzel nha các em. Đầu tiên là vẽ hình giày nè. Sau đó tô màu xinh. Đính bông trang trí giày. Xinh quá. Giày đẹp chưa? Hi hi. Cùng ngắm Rapunzel xinh lung linh nha. Yes. Thanks. Đến lượt mình. Okay. Let's go. Cùng kết hợp trang phục cho Ariel nhé. Chọn bộ váy xanh này là hợp nè. Chuẩn tóc xanh lá luôn. Túi xách xanh lá yêu thiên nhiên. Phụ kiện xinh xinh. Chân váy xanh long lanh. Đúng là hộp giày này rồi. Giày đẹp quá. Đến lượt Elsa nha. Yeah, fantastic.
Ladybird có trang phục phong cách lửa. Ok. Nice. Xinh tuyệt. Thích quá. Các cô gái bốn nguyên tố xinh tuyệt vời. Nice. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại ở tập sau. Căn phòng lâu đài đẹp quá. Thật tuyệt. Hồi tưởng. Căn nhà xấu bẩn quá. Okay. Phải dọn dẹp căn phòng này thôi. Gỡ cái cửa cũ này ra nha. Dọn lại cái giường này. Bỏ các lớp tường bẩn xấu nữa. Quét dọn thật sạch nào. Quét xong đến lau nhà nhé. No, no, no. Phải dùng nước tẩy sàn mới hết bẩn được. Sơn lại tường nè. Bỏ cây cũ này đi. Chúng ta cùng thiết kế lại ngôi nhà nha. Bôi keo dính vào. Ok. Xinh chưa nè. Đính các hạt đá trang trí lấp lánh. Bông êm để ngồi ngắm cảnh. Chúng ta đang làm cầu vồng đất nặng nè. Cầu vồng xinh chưa? Làm rèm để trang trí cửa nha. Rèm cửa thật xinh. Tiếp đến, chúng ta sẽ làm đồ nội thất bên trong. Một chiếc giường cầu vồng phải không nhỉ? Yeah!
một góc êm ái của lâu đài. Đẹp quá. Giường còn tầng bên trên nữa nè. Okay. Giường lâu đài thật hay. Nhiều đồ đẹp quá. Okay. Wow. Thích gì? Yeah. Ghế ngồi êm chưa nè? Cầu thang cầu vòng để lên ngồi. Bàn ghế thật xinh. Phòng lâu đài đã hoàn thành rồi. Em đã biết làm căn phòng lâu đài chưa nào? Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Ồ, chúng ta đang ở một nghĩa trang. Đáng sợ quá đi. Ngôi mộ bị bật nắp rồi. Đây là thần chết các bạn ạ. Ôi, đáng sợ quá. Cứu tôi, cứu tôi. Có hộp gì đây nhỉ? Liệu trốn vào đây có an toàn không nhỉ? Rapunzel và Elsa đang đi đâu thế? Một hộp quà cũ. Cùng mở nó ra xem có gì nào Elsa. Ôi, đây là người hay ma nhỉ? Đây là ma rồi. À, chạy đi thôi. Các bạn đừng bỏ mình. Elsa rơi xuống hố rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ồ, ai dưới đó thế? Tôi sẽ xuống giải cứu. Đừng sợ, tôi không làm hại bạn đâu. Cảm ơn bạn. Ồ, không có gì. Đi theo chúng tôi nào. Đây là phòng tắm. Bạn cần tắm rửa thật sạch sẽ trước đã. Wow, đã xinh đẹp trở lại rồi. Let's go. Bạn sẽ vào đây thay đồ nhé. Giờ chúng ta sẽ đi trang điểm nhé. Bạn trang điểm thật đẹp và nhiều đồ. Ta cần tẩy trang trước đã nhé. Làm lông mày mới cho Mommy Longlegs. Okay. Wow. Cool. Now. Wow.
cả lông mi nữa. Đánh thêm một chút má hồng nhé. Yes. Cùng tô son nào, theo các bạn thì màu gì sẽ đẹp nhất nhỉ? Yes. No. Đây là len đeo mắt cho xinh hơn. Các em thích màu nào nhỉ? Wow, bây giờ mommy long legs đã trở nên thật xinh đẹp rồi. Chỉ cần làm thêm tóc nữa xong các bạn nhỉ. Ra dáng một cô gái xinh đẹp rồi đó. Oh yes, get ready, let's go. Oh, chúng ta cần làm nail cho cô ấy nữa. Trước tiên phải rửa tay thật sạch sẽ đã nhé. Phải cắt tỉa lại móng tay và sơn màu khác cho xinh hơn nhé. Đính cả thêm đá cho lấp lánh. Wow, thật là tuyệt vời. Yes, yes. Now. Vé đẹp quá đi các bạn. Đủ ba màu, xanh dương, hồng, cầu vồng. Elsa đói bụng rồi. Sao Mommy Longlegs lại làm như thế nhỉ? Ồ, không được, Mommy Longlegs đã đổi chân cho Elsa. What? Hey. Elsa, tỉnh lại đi bạn. Sao bạn lại làm như thế? Mau trả lại chân cho Elsa ngay. Oh no, thần chết quay lại. Cuối cùng thì mọi việc lại trở về như cũ. Oh, yes. Chào ngày mới. Chào Ariel xinh đẹp. Okay. Hãy chăm chỉ dọn dẹp bãi biển nhé. Ôi, Ariel vừa trúng số. Vậy thì thiết kế nhà mới ngay thôi. Đi nào. Cửa và cửa sổ thì đặt đây nhé. Họa tiết sao biển thì đính trên tường. Xung quanh sẽ là thật nhiều những hạt lấp lánh nhé. Wow. Wow, đẹp tuyệt.
Ôi, đồ nội thất đâu cả rồi? À, giờ thì Ariel mới đặt hàng nhé. Ok. Bye. Phòng khách có cửa sổ này. Có ghế, kệ tủ và cả tivi nữa đây.